Hello anh em, lại là Huy xe đây. Hôm nay mang đến cho anh em một em KTM Đúc 390 phong mới và một em CB 300R. Hai con xe này phân khúc 300 là đang bán rất là chạy bên cửa hàng em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. 0974847553. Số điện thoại địa chỉ em có để ở trang cá nhân và phần comment hoặc phần mô tả, anh em cấn vào trang của em là sẽ nhìn thấy số điện thoại trên đầu nhé. Đây, đầu tiên em này xe 2019 nha, Euro là 26.000, thay đổi này, màu mới này, nó có đồng hồ và cái đầu đèn mới, máy móc mà em bao đẹp luôn, được cái bô đồ chơi, cặp lốp loát 5, biển số Sài Gòn luôn. Xem nào, ô đồ đây 28.000, lộn nha anh em, 26.000, 28.000 nha. Đồng hồ mới thì khá đẹp anh em ạ. Coi xe nào cũng được, cứ báo em, nếu mà xe còn em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em nhé, máy móc bao em anh em luôn. Đó. Nước sơn gì công nhận con này nhìn ngang trông nó ngầu thiệt. Đây để anh em 123 triệu nha, ô thì cũng vừa phải thôi, không to quá để mấy anh em Pikachu đỡ nhìn. Xe thì có mót chặn 2 mót. 123 triệu cho em Đúc 390 2018, có đô là 28.000, biển số Sài Gòn. Ok. Tiếp theo là em này. Hôm này quá keng rồi, đi có ngàn cây thôi. Bô zin đuôi zin hết nha. Xe CV 300 đăng ký 2020. Nó nằm trong hàng rồi, có gì anh em coi tạm em nha, vì nó cũng mới lắm. Đây anh em nhìn ốc này, chân phuộc không có vết xước luôn, quần áo này, quần áo còn dán keo luôn nhá, bình xăng dán keo luôn, thấy không? Con này anh em yên tâm đi, chạy một chỗ bớt cho anh em triệu luôn, đúng không? Hơi chật nha, anh em xem tạm giùm em chứ, ốc tán này, lên được cái chắn bùn. Dàn áo thì đã được bọc keo full. Rô đây 1.600, 2 kiếng 2 chìa đầy đủ hết cho anh em phụ kiện luôn. Mua đỡ được bao nhiêu tiền thì anh em mua xe mới nha. Để em chui ra cho anh em hơi chậm. 1.600 cây, 2 chìa 2 kiếng đầy đủ, bao không một vết xước luôn. Đẹp cực kỳ. Em coi lốc máy này, em xe mới. Hôm nay em để cho anh em là 98.500.000 nha. CB 300R. Không còn nào mới đâu ông ta. Còn một con Z8 mới nữa. Con này để quay qua cho anh em nhìn, vì cũng đang rửa. Ngoài kia lúc này của anh em. À, giờ 15 này. Đi 7.000 cây. Con này bán rẻ cho anh em luôn. 40 triệu không bớt, đi đúng 7.000 cây nha. Xe nói chung là ok hết. Z8 đây 2015, con này đang rửa rồi, bô zin này, biển số Sài Gòn luôn nha. Để cho anh em 159 triệu, ABS 2015 rồi. Con này để quay sau đi, em đang rửa. Đó, vừa rồi là có mấy xe mới về nhá. Anh em ưng con nào thì alo trực tiếp qua số điện thoại giùm em nha. 0974847553. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha. Đây còn 5 con Thibeo hôm bữa mới về này, có quay clip rồi đấy. Anh em nào mà quay clip cũ là sẽ thấy nhá. 5 Thibeo 500. Đang về thêm em nữa là 6. Đó. Ok.
Cảm ơn em đã coi được clip nha. Thì clip hình dùng ở đây thôi.